Ok, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ có một trải nghiệm, đó là tôi sẽ trải nghiệm đi chèo súp với là một khách mời đặc biệt, đó chính là anh Thần. Anh có hứng thú không chèo súp bây giờ chưa? Anh chưa giờ luôn, em chưa, em chèo. Em cũng chưa chèo súp bây giờ. Em có cái chút chèo nữa. Thấy cái súp này không? Phải. Nếu như mà cái súp này á, nó hay quay clip chung với kênh anh thì nó sẽ nói câu nhiều nhất. Subscribe, like với người mới có tiếp. Ok, đi. Ok, thì mình đang ở đây với lại anh Lý. Thì cho em hỏi này là cái shop không ạ? Đúng rồi, đây là cái shop em lát nữa em sẽ chơi là em sẽ. Cái này nó khác là cái ván chuột chỗ nào anh? Cái size nó sẽ nhỏ hơn em và nó sẽ là cái ván cứng bằng composite hoặc bằng carbon, bằng nhựa gì đó. Tầm khoảng 15 tới 20 phút làm quen á thì có thể đã chịu. 15 20 phút làm quen mỗi tay anh. Chèo được cơ bản rồi. Anh nghĩ là sẽ có đó, cho những người mới chơi thì chắc chắn là sẽ có rồi đó. Không sao, em là tự tin với tay phải của em là sẽ chèo. Còn theo ba tay trái. Tay trái hơi yếu. Người lái đò xong đà, bây giờ thầy người lái súp xong thầy. Quỳ xuống. Thì trong cái rạch đó thì bây giờ mình cứ tưởng tượng nó xem như là một cái rạch, gọi là ở trong đó nó sẽ có một cái gì điều gì đó linh thiêng và có thần rừng. Thì mỗi người á trước tiên đi vô cái rạch đó thì sẽ phải nhặt nhất một là một cái hoa lục bình hoặc là một trái dừa nước, xem như đó là một cái được gọi là một cái chìa khóa để mình đi vô con rạch đó. Và khi vô con rạch đó cần hai điều kiện là mọi người phải đứng lên và mọi người phải có một cái hoa lục bình hoặc là một trái dừa nước. Dạ đứng lên không anh? Đứng lên. Ok, chờ luôn. Rồi. Các người nhắm về phía trước. Easy. Rồi hai chân cho rộng ra nha, hai chân cho rộng ra xíu nha. Rồi bây giờ chèo chống vô như là ba, em có ba chân á, cái chèo là cái chân nào đó. Đứng lên thẳng luôn đi. Rồi. Mắt nhìn về phía trước đi, em chọn một cái điểm nào đó về phía trước nhìn đi. Rồi, chống cái chèo số 2 quá. Aquaman. Rồi bây giờ chèo trong tư thế đứng rồi kia đi kiếm đồ nha. Đây xuống tới đó vẫn còn nhiều chỗ lắm. Để kiếm lắm. Em vừa biết một cái mẹo hay lắm. Cái gì? Anh ơi, này nó mới kiếm cái đoạn mới là nó lắc cái thuyền là ổn không? Không. Bruh. Đúng rồi, nó bự đó. Ừ, trái nó bự lắm đây kìa em. Hả đi. Cái này nhỏ nha. Ừ, trái nhỏ cũng được. Không. Này, quá đẹp. Hợp lý, chúng ta đã thu thập được một trái bần. Rồi. Tiếp tục chiến đấu. Ok, rồi chúng ta đủ điều kiện rồi đó. Cái gì mà? Cho có thẻ. Cái này nó có legal không? Cái nào chơi em chèo tới được là được. Càng thấp trọng tâm chạy con đẹp mà. Đứng lại mất thứ bằng. Cạn gió đúng không? Cạn gió đúng không? Đúng rồi, chạy gió thì không chạy được đó. Có ai chèo ra giữa này xong nằm tắm nắng không anh? Có, nhìn có luôn em. Kết hợp. Cầm kéo vô. Nhập thể. Chân vô. Đây nè, cảm nhận mình tiếng chim hót rồi nè. Ok, đua anh. Chạy mấy đứa vậy? Rồi ok, chiến thuật này quá phèo. Rồi, khoan nó bị dướng. Đúng rồi. Em mới đến đây tấp ra, anh đang cố gồng. Anh đang gồng với cơ hán của anh để anh giữ. Cái cơ hán anh đâu á. Cái cánh coi chừng cái cánh. Em bị sao không? Không, bình thường. Từ khi rớt xuống là không còn gì để nuối tiếc nữa. Giờ mình sẽ vô một cái chỗ mà cây cối rậm rạp hơn nhiều và nó sẽ có chỉ một cái đường nhỏ để đi vô thôi, thì nó cần challenge một chút xíu. Em vừa nghĩ ra trò hay lắm. Hay nhỉ? Nếu như mà kiểu như cái này là tôi mình set up với một con cái mình sẽ
khách thuê đạo cụ thì mình dán thủ dân đồ điêu đó thôi 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 nhà với bụi với xe không à. Nó cái là vô đây mới có lần đầu tiên là đi mà nó kiểu nó thiên nhiên mà nó yên tĩnh á. Này đi ban đêm là tu kinh dị. Thôi, đêm là đi luôn. Ban đêm là siêu tội là không còn cái gì luôn. Ok, bây giờ thì chúng tôi đã vào được một khu rất là yên tĩnh. Đầu giờ chúng tôi sẽ ăn uống ở đây. Anh Thành thấy chuyến đi này sao anh Thành? Đầy ướt át. Oh, snack là được. Cây nè anh Thành. Bây giờ là tụi tôi có nghĩa là anh huấn luyện viên anh quên đem cái đồ mà để mở nút chai, cái nút bần của cái chai rượu á. Thế là anh Thành với lại anh quay phim đang live hack, đang quay đây cho em coi cái đó, đang đập cái nút chai để coi YouTube, là người ta kêu là đập nút chai để cho mở được nửa milimét hay sao. Tôi không biết nó legal không nữa, nhưng mà we'll see. Thường là mấy ông sẽ kéo nút bần ra đúng không, nhưng không, bây giờ tôi sẽ đẩy vô trong luôn. Là live hack vào đây, anh Thành đang đợi. Hương vị sông nước. Vì trong nước nước nam. Lần đầu tiên trải nghiệm. Vì lần đầu tiên trải nghiệm. Cheers. Rồi. Quá luxury. Very good. Lần đầu tiên uống được vậy. Giờ anh Thành người lái súp sông Sài Gòn. Đó. Cái kính. Cái chậm cái kính. Anh biết mấy có hồi xưa có mấy kỵ sĩ nó cưỡi ngựa không? Đi. Nó mới lao ngựa với nhau không? Lao. Vô. Đụng mũi vô nhau hả? Phải đứng nha. Đứng. Coi thử nào, té xuống nha. Cái súp đó là một cái mình. Giỏi chiến sông nước. Tròn. Lướt qua nhau giống ninja vậy. Em nghĩ là em sẽ nằm trên cái phao này. Tôi sẽ nằm trên phao, tôi bơi vậy, tôi leo đó, tôi mở luôn mọi người. Tôi đuối quá. Tôi sẽ bơi về luôn. Lần đầu tiên trong đời đi chèo súp nhưng lại quyết định bỏ súp để bơi. Chưa bao giờ thấy. Ok anh em, thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video này. Giờ chắc tôi sẽ bơi vô bờ. Ok, bye mọi người. Cảm ơn anh Thành đã tham gia. Bye bye. Cảm ơn anh Thành đã tham gia chuyến trải nghiệm chèo súp này. Ok, bye mọi người và hẹn gặp mọi người video sau. Bye bye.